Chuyến bay này chuẩn bị bay tới thành phố Hasa. Trên chuyến bay có hơn 300 hành khách, nhưng chính vào lúc này, phụ lái từ ngồi cạnh ra hiệu cơ trưởng nhìn cửa kính. Cơ trưởng Lưu nhìn cửa kính bị nứt, vô cùng hoảng sợ. Nếu ông đoán không lầm thì bọn họ đang gặp sự cố rồi. Ông vội kết nối điện thoại, liên hệ với bộ phận điều hành dưới mặt đất, xin phép hạ cánh khẩn cấp tại sân bay thành đô cách mình gần nhất. Đáng tiếc rằng cơ trưởng Lưu mới nói được một nửa, cửa kính chắn gió đã không chịu được áp lực từ bên ngoài, trong nháy mắt vỡ vụn hết ra. Máy bay phát sinh sự cố rồi, hàng nghìn mảnh thủy tinh bị cuốn vào trong động cơ cánh quạt, khiến động cơ bị phá hỏng, thân máy bay bị ảnh hưởng nghiêm trọng, máy bay mất đi động cơ, không thể giữ được thăng bằng. Còn kinh khủng hơn đó là phụ lái bị lực gió hút ra khỏi cửa, gió tạt thẳng vào bộ phận lái, máy bay rơi tự do từ độ cao 8.000m, nhiệt độ lúc này vào khoảng âm 80 độ, các luồng khí như những lưỡi dao sắc bén không ngừng cứa vào phụ lái. Cơ trưởng Lưu muốn vươn người ra kéo phụ lái lại, nhưng ông căn bản cũng không đủ sức, vì đang ở vị trí quá cao dẫn tới thiếu dưỡng khí. Chưa đầy 3 phút sau, hai người cảm tưởng như rơi vào hôn mê. Cơ trưởng Lưu không còn cách nào, chỉ có thể kéo cần điều khiển hạ độ cao của máy bay xuống, dường như muốn hạ luồng không khí, sau đó kéo được phụ lái về khoang lái. Đồng thời cùng lúc này, nhân viên máy bay trong khoang hành khách cũng nhận ra sự bất thường khi máy bay rung lắc dữ dội như vậy. Họ lo lắng gõ cửa khoang lái của cơ trưởng, lại phát hiện không có phản hồi. Kết quả một giây sau đó, luồng không khí ập vào từ cánh cửa, tất cả người và đồ đạc trong khoang máy bay bị thổi bay tán loạn, không ai giữ được thăng bằng. Tất cả đều hoảng sợ trước sự cố này, áp suất không khí trở nên nhỏ hơn, dưỡng khí trong khoang máy bay như đã bị thổi hết, các hành khách không thể hít thở nổi. Ngay sau đó, các mặt nạ dưỡng khí tự động hạ xuống từ trên trần máy bay. Đối diện với tai nạn trên không, các tiếp viên buộc phải lấy lại bình tĩnh, vừa hướng dẫn hành khách sử dụng mặt nạ dưỡng khí đúng cách, vừa trấn an tinh thần họ tin tưởng vào cơ trưởng Lưu. Bọn họ đều đã được đào tạo chuyên ngành. Bên kia cửa kính bị vỡ, máy bay mất thăng bằng, lao thẳng về phía đại dương mênh mông, càng xuống dưới máy bay lao càng nhanh. Trung tâm điều khiển không ngừng liên hệ với họ, nhưng âm thanh gió quá lớn, cơ trưởng không thể nghe được. Nếu không thể nâng độ cao lên, theo đà này máy bay sẽ đâm vào núi tuyết và nổ tan tành mất. Tân là cơ trưởng, cũng là quân nhân đã xuất ngũ, cơ trưởng Lưu liều mạng điều khiển máy bay bay lên, quán tính quá mạnh kéo giật phụ lái quay về buồng lái. Lúc này cơ trưởng số 2 đoán ra đã xảy ra sự cố lớn, anh liều mạng tiến về phía buồng lái. Dưới sự giúp đỡ của các hành khách, anh thành công chen được vào buồng lái, giúp hai người kia lấy mặt nạ dưỡng khí xuống, tạm thời khắc phục được sự mất khống chế của máy bay. Phụ lái từ vươn cánh tay bị thương của mình ra, cố gắng bấm vào nút phát sinh sự cố trên bàn. Trung tâm điều hành dưới mặt đất ngay lập tức phản hồi lại, họ hủy toàn bộ các chuyến bay sắp tới, di tản tất cả các máy bay hiện đang ở sân bay Thành Đô. Sau đó xác định máy bay 8633 có thể hạ cánh khẩn cấp. Các lực lượng chức năng, lính cứu hỏa, bác sĩ đều lần lượt được điều động tới sân bay. Đây chính là tinh thần đoàn kết dân tộc của Trung Quốc, một nơi bị nạn tám phương chi viện. Tuy nhiên sự cố lại tiếp tục phát sinh, máy bay bay vào vùng mây có sấm sét, dường như chuẩn bị sẽ mưa dông lớn. Đây là thời tiết tất cả các hãng hàng không đều sợ gặp phải nhất từ trước tới giờ. Đoàn bay sẽ phải ứng phó thế nào với khó khăn trước mắt đây? Luồng không khí mạnh mẽ từ phía không ngừng ập vào máy bay. Nếu bây giờ lựa chọn quay đầu, thì dưỡng khí và xăng trên máy bay hiện tại e rằng sẽ cạn kiệt trước khi hạ cánh. Lúc này cơ trưởng đang phải đối mặt với lựa chọn quan trọng nhất đời người, rốt cuộc nên xông về phía trước hay quay đầu đây? Sau vài giây cân nhắc, cơ trưởng Lưu quyết đoán quay đầu, bắt đầu liên tục bẻ lái để máy bay quay lại đường cũ. Hành khách cảm giác được máy bay liên tục xoay vòng, mọi người không khỏi rơi vào trạng thái hoảng loạn và sợ hãi tột độ. Vài người đã bắt đầu tranh cãi với tiếp viên hàng không, thậm chí có người còn đòi sẽ nhảy từ máy bay xuống. Tôi không muốn chết, nếu cho ông máy bay, ông có lái được không? Vì thế xin hãy tin tưởng cơ trưởng, xin hãy tin chúng tôi. Không sai, anh phải tin tưởng nhân viên tổ bay, bình tĩnh lại đi. Dưới sự trấn an tinh thần của các tiếp viên hàng không, các hành khách cuối cùng đã yên tĩnh trở lại. Cơ trưởng số 2 không ngừng bóp tay cho cơ trưởng Lưu để giữ ấm cho ông, rồi nói thật lớn để ông duy trì tỉnh táo. Dưới sự tấn công của áp suất không khí và nhiệt độ thấp, cơ trưởng nhiều lần suýt ngất đi. Trong lúc mơ hồ, ông chợt như nhìn thấy 800 hành khách trên máy bay, còn có con gái của mình. Ông đang phải gánh vác trách nhiệm và sự trông đợi quá lớn, không được, ông phải đưa được 800 hành khách an toàn tiếp đất. Vì thế cơ trưởng Lưu quyết định lái về phía mây đen sấm sét. Hóa ra ông đã dự đoán được đám mây đen sẽ xuất hiện kẽ hở. Ông bay vòng vòng suốt nãy giờ chính là để chờ thời cơ này tới. Đây là con đường sống duy nhất của họ lúc này. Mây đen xung quanh dày đặc, từng tia sét cùng những tiếng sấm liên tục vang lên quanh máy bay. Máy bay không ngừng rung lắc dưới áp lực không khí khổng lồ, giống như một chiếc thuyền trông chênh giữa bão lớn, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị đánh tan thành trăm mảnh. Nhân viên công tác dưới mặt đất, tim đều như vọt lên tận cuống họng, căng thẳng tới mức không dám thở mạnh. Tất cả đều nhìn chăm chú vào hướng bay của máy bay. Máy bay lúc này rung lắc dữ dội, hành lý của khách bắt đầu đồng loạt rơi xuống dưới. Máy bay lúc thì xuống, lúc thì đi lên, đen đủi thay trời lúc này bất ngờ đổ mưa đá. Những hạt mưa đá to nhỏ không đều, đồng loạt đập mạnh vào vỏ máy bay, cảm giác như mưa bom bão đạn dội xuống từng hồi. Cứ như vậy, máy bay tiếp tục bay về phía trước mặc cho khó khăn trùng trùng.
không thể không khâm phục sự quả cảm của cơ trưởng Lưu. Hy vọng bọn họ có thể an toàn về nhà, hy vọng nỗ lực của cả tổ bay sẽ được đền đáp xứng đáng. Lúc máy bay sắp thoát ra khỏi vùng mây sấm sét thì mây đen bất ngờ giăng kín, trung tâm điều hành lập tức mất tín hiệu của máy bay. Máy bay mất tích trong vùng mây đen, nhân viên trung tâm điều hành đều vô cùng căng thẳng. Bây giờ chuyện duy nhất họ có thể làm là không ngừng gọi, không ngừng liên hệ. Tứ xuyên 8633 nghe được xin trả lời. Tứ xuyên 8633 nghe được tin trả lời. Tứ xuyên 8633. Không khí trong trung tâm điều hành cực kỳ yên ắng, tất cả mọi người đều lo lắng đứng ngồi không yên. Nhờ các máy bay đang bay gọi 8633 giúp. Máy bay đang bay xin gọi giúp chúng tôi. Chúng tôi không liên hệ được với tứ xuyên 8633. Tứ xuyên 8633, Thành Đô đang gọi. Tứ xuyên 8633, Thành Đô đang gọi. Tứ xuyên 8633, Thành Đô đang gọi. Nghe rõ xin hãy trả lời. Máy bay chở theo 800 hành khách đột ngột mất tích. Trung tâm điều hành không thể liên hệ được với họ. Tất cả mọi người đều nghĩ máy bay đã xảy ra tai nạn. Nhưng bên này, cơ trưởng Lưu vẫn đang chịu đựng nhiệt độ âm 40 độ. Liều mạng kiểm soát máy bay, sau 4 phút chờ đợi tưởng chừng như 4 năm, dưới mặt đất cuối cùng cũng vụt qua tín hiệu của 8633. Dưới sự quyết tâm của cơ trưởng Lưu, máy bay đã thành công vượt qua vùng mây đen, trung tâm chỉ huy dưới mặt đất cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy nhưng nguy hiểm vẫn chưa dừng lại ở đây, trước mặt họ là các dãy núi trùng trùng điệp điệp, máy bay buộc phải nâng độ cao lên, nếu không một khi va chạm sẽ tan thành trăm mảnh. Không thể tin nổi, chỉ cần thấp hơn đúng không 1 cm nữa thôi, máy bay đã chạm phải đỉnh núi, tất cả mọi người đều như dạo một vòng âm phủ quay về. Họ vừa khóc vừa cười, lấy điện thoại ra lưu lại khoảnh khắc cả đời có một này. Có thể bình an sống tiếp là quá hạnh phúc rồi. Máy bay lúc này thành công hạ xuống độ cao 3.100m. Bây giờ đã có đủ dưỡng khí để hít thở. Cơ trưởng Lưu gỡ mặt nạ dưỡng khí xuống. Do buồng lái bị mất kính nên tạp âm quá lớn, vẫn không thể nói chuyện với trung tâm chỉ huy. Lúc này sân bay Thành Đô đã di tản hết đường bay trống không. Chuyến bay vốn dĩ bay về thành phố Hasa, hiện tại hạ cánh khẩn cấp ở Thành Đô. Lịch trình bay thu gọn nghiêm trọng, vì thế xăng của máy bay vượt qua trọng lượng dự tính. Bản thân máy bay cũng vượt quá trọng lượng, lúc hạ cánh chắc chắn sẽ nhanh hơn bình thường, thậm chí sẽ trượt qua đường bay và đâm vào các tòa nhà. Xe cứu hỏa cùng xe cứu thương tác phong nhanh chóng đã có mặt tại khu vực xung quanh chờ lệnh. Người dân gần đó cũng bắt đầu tập trung vây xem. Cảnh sát đặc vụ cũng xuất quân, các lực lượng chức năng làm công tác di tản dân cư. Bên này từ trên buồng lái cũng có thể nhìn thấy tình hình đường bay ở sân bay Thành Đô. Lúc này cơ trưởng Lưu hạ bánh xe của máy bay ra, tiếp viên trưởng thông qua bộ đàm nhắc nhở mọi người làm tốt công tác chuẩn bị đề phòng sự cố. Máy bay chuẩn bị hạ cánh rồi, nhưng tốc độ hạ cánh quá nhanh, nhanh hơn 45 km/h so với tốc độ cho phép. Động cơ máy bay lại tiếp tục xảy ra sự cố, rất khó giữ được thăng bằng cho máy bay, nhưng hạ cánh thì phải ngắm chuẩn trung tâm của đường bay, không được phép lệch dù chỉ một chút. Cơ trưởng Lưu dựa vào kinh nghiệm bay nhiều năm, dần dần hạ độ cao của máy bay, thành công hướng chuẩn vào đường bay. Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh ổn định, bắt đầu trượt theo đường bay với tốc độ rất nhanh. Bởi vì trượt quá nhanh, dẫn tới cần gạt lùi vô tác dụng, chỉ có thể dựa vào hệ thống phanh để giảm tốc. Cơ trưởng Lưu không ngừng đạp phanh, dưới sự ma sát cực kỳ mạnh và lớn, bánh xe không chịu được nhiệt độ cao, đã nổ hết lốp xe phía sau. Máy bay vẫn tiếp tục trượt về phía trước, bánh xe ma sát tạo ra những tia lửa điện, tốc độ đã có sự giảm xuống rõ rệt. Vào lúc này, ba người cùng đồng tâm hiệp lực kéo cần gạt lùi, cuối cùng hệ thống cũng khôi phục như bình thường. Máy bay dừng lại ngay trước điểm cuối cùng của đường bay. Sự cố máy bay nghiêm trọng đã kết thúc viên mãn tại đây. Chuyến bay tứ xuyên 8633 đã hạ cánh an toàn. Mọi người trong trung tâm chỉ huy đồng loạt reo hò trong vui mừng. Sự nỗ lực quả cảm của cơ trưởng Lưu đã thành công giải cứu 800 hành khách và nhân viên tổ bay. Các hành khách kích động ôm chầm lấy nhau, tiếp viên hàng không cũng không kìm được xúc động. Tất cả các thành viên tổ bay không hẹn mà cùng giơ ngón tay cái trước sự thông minh và gan dạ của cơ trưởng. Cho cơ trưởng của chúng ta một like nào. Cơ trưởng Lưu rất lâu sau mới bình tĩnh lại, sau đó đại diện cho các nhân viên trên máy bay gửi lời xin lỗi chân thành đối với các hành khách chưa tới được điểm cần đến, đồng thời mời hành khách xuống máy bay. Các hành khách sau khi xuống máy bay không chịu rời đi mà muốn phải đích thân cảm ơn vị anh hùng đã cứu mạng họ. Cơ trưởng Lưu hoàn thành công tác kiểm tra sau bay mới ra khỏi máy bay. Các hành khách đợi hơn nửa tiếng nhưng vẫn nhiệt liệt hoan hô và cảm ơn cơ trưởng, cả đồng loạt giơ ngón tay cái ra. Đây chính là vị anh hùng xứng đáng được tôn trọng và sùng bái. Ông đã cứu sống 800 hành khách, đưa họ hạ cánh an toàn. Bộ phim được dựng lên từ một câu chuyện có thật, hiện thực tàn khốc hơn trong phim rất nhiều, nhưng vị cơ trưởng xuất thân quân nhân vẫn luôn tin tưởng vào lời dạy người lính, đó là không từ bỏ, không vứt bỏ. Chính vì thế ông mới có thể hóa nguy thành an, thành công lái máy bay vượt qua mọi khó khăn và hạ cánh an toàn.